xin chào mọi người, hôm nay của mình là món tôm chiên chua ngọt nhá, hay được gọi là yếu mantasa. Mấy chú tôm này lúc mình mua nó còn nhảy đành đạch, mà mình mang về thì nó đã không còn dãy nữa rồi, chắc là nó bị say xe nên bị thành thế này nhiều mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ đi xử lý tôm trước. Mình sẽ sử dụng kéo cắt tỉa các phần râu ria của con tôm trước, sau đó mình sẽ cắt chéo đầu con tôm đi để lấy chất thải của tôm, thì chất thải của tôm nó màu đen đen nhé mọi người. Kế tiếp mình sẽ dùng kéo chẻ dọc con tôm, vừa dễ dàng lấy trí tôm, thứ hai là khi chúng ta nấu sẽ mùi vị sẽ thấm vào tôm hơn. Sau khi cắt xong thì mọi người sẽ rửa sạch, và mọi người nhớ khi dùng kéo mọi người phải cẩn thận đừng để cắt vào tay nhé. Tiếp theo thì mình sẽ chuẩn bị giấm, bởi vì giấm đặc cho nên mình sẽ cho thêm một ít nước vào và khuấy đều nhé. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt chảo lên, chảo nóng chúng ta sẽ cho dầu vào. Khi dầu nóng thì chúng ta sẽ cho tất cả tôm vào để chiên tôm. Mọi người nhìn xem tôm chuyển màu rất là đẹp đúng không nào? Chúng ta sẽ chiên tôm khi nào tôm ra dầu và chuyển thành màu đỏ đặc thì thôi nhé. Sau đó chúng ta sẽ cho hành và gừng vào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho giấm chua vào nhé. Kế tiếp là chúng ta sẽ cho một thìa muối vào luôn và thêm một ít mì chính. Nếu các bạn không ăn được mì chính có thể cho hạt nêm thay thế nhá, nhưng mình ăn quen mì chính rồi. Sau đó chúng ta sẽ đảo đều để cho tôm ngấm gia vị. Tiếp theo là mình sẽ cho một ít rượu, mọi người có thể thay thế bằng bia cũng rất là ngon nhé. Khi chúng ta cho rượu vào nó có thể áp đi mùi tanh của tôm. Bây giờ mình sẽ cho vào 4 thìa cà phê đường. Mình cho đường sớm để đường có thể du nhập vào con tôm, vỏ tôm cũng có thể được ngấm đường hơn. Nấu một ít thời gian thì mình sẽ cho thêm nước vào, nước có thể là nước lạnh, nước ấm hoặc nước nóng đều được nhé mọi người. Sau đó chúng ta sẽ đậy nắp vung và nấu cho đến khi nào nước sệt lại là được nhá, ok nhá mọi người. Nấu tôm như thế này thì trẻ em rất là thích ăn, mình cũng hay nấu và em trai mình cũng khen ngon, cho nên mọi người có dịp hãy thử nhá. Và quan trọng là món tôm này cực kỳ bắt công mọi người ơi. Mình đang ngồi nóng tính cho video mà nhìn còn chảy nước miếng đây này mọi người. Thế là mình đã hoàn thành xong món yếu mantasa rồi, mời mọi người ăn nhé. Bye bye.